Đứng trên cây chuối mà nó không người không xuống tìm được nước luôn. Đứng trên chuối, chém chuối, chặt chuối đây, đứng lên luôn mà không xi nhê như một cái phà. Đây nguyên một cái bè chuối luôn, nó bự như này. Rất là khó khăn vất vả cho các chú bộ đội. Chém chuối đây. Bởi vì mặc áo phao cuộc dây đàng hoàng cái nào để đứng lên luôn nha. Đứng lên luôn mà chả thấy xi nhê nữa, chém chuối liên tục. Nắng như thế rất là vất vả cho các chú rồi. À, bây giờ là đến giờ khẩu to đã làm việc rồi cả nhà. Khẩu đang vuông khẩu giờ bắt đầu xuống bắt đầu khẩu rồi. Đang vuông khẩu to rồi bắt đầu khẩu xuống để khẩu trục vớt cái cầu lên. Khẩu những cái thành sắt của cái cầu lên. Bây giờ em để từ xa cả nhà mình sẽ thấy rõ toàn cảnh của cẩu đang cẩu ngay này. Mong sau hôm nay là sẽ cẩu cái cầu con trâu lên chụp với cái cầu lên có phát hiện nạn nhân còn ở đây không. Cái này khá là nặng. Vâng, hiện giờ thì Sen tiếp tục chia sẻ với các cô chú anh chị và các bạn công tác trục vớt hiện tại ngay cầu Hồng Châu. Hiện nay cái mố cầu thì cái cần cẩu to đang cẩu những cái thanh sắt trục vớt của cái cầu lên. Sen sẽ chia sẻ với các cô chú anh chị mình cùng đón xem nhé. Bây giờ thì cẩu đã cẩu lên rồi cả nhà. Xong khi lúc nãy thì chờ đợi cẩu một dây thép và cẩu lại rất là khá dài cái thời gian. Trong khi cả nhà mình chờ đợi thì Sen sẽ chờ đợi cái cẩu cẩu lên và tiếp tục chia sẻ cả nhà mình. Giờ sẽ cẩu cái gì không?
trước mắt họ sang thì thấy có ba cái cẩu chữ A rất là to và bốn chiếc tàu. Đang di chuyển góc quay để cả nhà mình xem rõ hơn khi họ đang cẩu lên và nhiều chiếc tàu đương thở hành có động và cẩu người trục vớt cái tàu. Xuống suốt này. Xem cái máu này rất là to. Ồ, lại xuống à. Nặng quá. Thế bây giờ cái cẩu chữ A đang cẩu cái sắt rất là to này. Cái cẩu ra tới cái bên ngoài của cái cẩu chữ A luôn.
này cái cục sắt bự đây này, mang cái cẩu ra sẽ bỏ xuống để có người đứng chờ sẵn, sẽ móc vào đó cẩu lên. Thì đây có cái dầm cái sắt của cái cầu rất là to, chưa thể cẩu lên được. Rồi những cái cẩu chưa à, bự như thế chưa lên. Okay.
mà. Lên à, không lên trên à? Bây giờ thì cái mấu cầu vừa cẩu mà nó nặng quá, phải dùng thêm 2-3 cái cẩu. Cẩu lớn chữ A bự như thế này, hai cái móc kiến lên, và còn một cái ở đây nữa nè, ba cái. Cái này để cẩu nó lên, cả nhà thấy không, cái móc nó nè. À, cái móc vẫn còn à. Đây, cái móc cũng bạn đã lặn, bây giờ lặn xuống dưới đó. Tiếp tục lặn ở dưới để móc cáp và cũng như là mò tìm kiếm. Đấy. Thấy nước chảy xiết cái này vất vả cho các công tác như trục vớt và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Đây đóng sắt rất là to, mình ngồi đây cho mình, chắc cả nhà mình cũng biết ở đâu mà. Nước quá xiết là khó khăn. Cả nhà thấy cái bong bóng ngay cái đấy, bạn thở lặng lặng xuống dưới cái hơ nó xì ra. Chưa lặn ở dưới rồi chưa lên. Hiện bây giờ thì cẩu ở bên trên, cẩu to bên trên thì nghỉ rồi.
À, các bạn kia giờ lôi dây lên, các bạn kia lặn đi đâu à? Công tác cứu hộ cứu nạn rất chi là khó khăn, nước nó xiết như thế này mà nó cũng dưới cái nhà biết không dễ tí nào. Mong sao những thợ lặn lặn xuống dưới đó phát hiện là những cái gì đó để khẩu lên cái này và tìm kiếm những người còn lại. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếng nước của em xin lâu thật. Đây bây giờ kéo lên, nó sẽ lên. Đây bạn nó lên rồi. Sen mời các chú anh chị và các bạn cùng theo dõi tiếp theo video của họ Sen chia sẻ sau nè, xem có thông tin gì mới không vậy nè. Giờ các bạn lên một giây bắt đầu cẩu tiếp.